Một câu A Di Đà Phật có thể giải quyết tất cả những vấn đề rắc rối trong cuộc đời này 100%, nếu như quý vị tin. Dù quý vị có gặp sự cố gì, quý vị cứ tin câu A Di Đà Phật này đi, cứ niệm đừng có bỏ. Dù là quý vị niệm mà quý vị gặp bao nhiêu sự việc trở ngại, cứ niệm đi, rồi quý vị sẽ thấy cái lợi ích của nó. Chính những đức đã trải nghiệm hơn 13 năm chứ không phải là 1-2 ngày đâu. Nó từ một người tăng hoàng đi xuống dưới đây nè, ở trên núi 5 năm đi xuống đây là có quen ai đâu. Quý vị biết rằng có quen ai? Nếu như những đức đi tu mà những đức không mạnh mẽ quyết định, thì xin thưa quý vị, những đức cũng là một con rối bị quen nè. Trời ơi, cháu sống trong cái cuộc đời này, đời đạo gì cũng vậy, nó ghê lắm quý vị ô. Nó không có đơn giản như quý vị tính đâu. Đừng có nói mà có con cái đi vô chùa tu quý vị mừng, chưa chắc đâu cho quý vị biết đó. Một, những đức nói với quý vị nghe chứ, 10 phần bây giờ đi tu là quý vị đã chịu hết, 7 phần là con quý vị làm kẻ bại hoại trong nhà Phật rồi. Cho quý vị biết chứ đừng nói mà mừng. Cái tên này mà nếu ngoài đời không phải là kẻ lang bạc thì đi vô trong chùa cũng là kẻ bại hoại trong Phật Pháp luôn. Vì sao? Bị người ta quay, bị người ta quay như trong chóng, người mình là một tay sai cho người khác, không có một tư tưởng gì cả, là một kẻ yếu ớt, một người không có quyết đoán sự việc thì thua rồi. Chính những đức nè, ở trên núi 5 năm chờ đẩy một phát, một đi xuống dưới đây không biết gì cả, đẩy thêm một dàn chúng theo bên cạnh mình, lấy cái gì mà sống đây? Người ta đưa lên một tư tưởng cho mình như thế nào? Ông phải nghe tôi, cái gì tôi chỉ ông phải nghe. Ở đây thì ông phải nghe tôi, cái gì tôi nói ông phải nghe. Như vậy thì một mình chúng ta phải phò hai ông vua, bây giờ phải làm sao để chờ? Mình không có một chủ trương gì của mình hết chứ, mình làm sao đấy? Khổ cực kỳ khổ, trong tay không có tiền. Người ta nói tôi lo cho ông phải nghe tôi. Bên đây chùa của tôi, ông phải lo nghe tôi. Quý vị làm sao đây? Quý vị làm sao đây? Cuối cùng tin ai? Tin Phật. Tin Phật là đặc biệt nhất. Tin ngay Phật. Vậy thì làm sao? Ông đưa tôi đi xuống đây, tôi cảm ơn ông đã dạy tôi. Ông đã đưa tôi đi, tôi ở đâu, sống nơi nào, gào nơi nấy, tôi quyết định tôi ở đây. Ông đã đưa tôi đi đây là tôi lo ở đây, tôi nhiệt tình lo ở đây. Tôi chỉ nghe một người, mà nghe một người tôi cũng phải lược cái nghe luôn nữa, chứ không phải là nghe tùy tiện luôn. Tôi lược hết, dù tôi bao nhiêu chục năm tôi cũng lược ông luôn, chứ tôi không bao giờ hoàn toàn nghe nữa. Tại vì sao? Tôi phải có chủ trương chứ. Dù chùa người ta, nhưng tôi cũng là người có công để mà lập ra đạo tràng. Người ta phế tôi cũng được, khỏi làm, có gì đâu. Tôi không bao giờ bị nô lệ về cái chùa. Từ nơi đó tôi mới đứng lên được như ngày hôm nay. Bây giờ tôi đã quen rồi, dù bỏ tôi ở thâm sơn cùng cốc, tôi cũng phát triển được chùa chiền. Đại sự không bằng vô sự, vẫn không bằng một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc. Cả đời vẫn là duy trì như vậy. Biết rằng mình là kẻ phàm phu vẫn còn sai, không phải là hoàn toàn đúng, nhưng mà mình phải có một phương hướng cho nó rõ ràng. Nên những đức nói rằng một câu A Di Đà Phật có thể giải quyết tất cả những vấn đề rắc rối trong cuộc đời. Quý vị cũng có thể làm được đó, chứ không phải không làm được đâu. Những đức nói ở trong đạo không đơn giản đâu, sự đấu đá ở trong đạo nó còn kinh hơn ở xã hội nữa. Quý vị không có thông minh mà cái người tu đạo đâu. Nếu người xuất gia mà gạt quý vị, có thể gạt quý vị không còn một miếng thịt nữa. Chứ đừng có nói mà tiền. Gạt tiền quý vị là chuyện nhỏ, thịt quý vị cũng không còn một miếng nữa, chứ đừng có nói. Tại vì sao? Đem kinh giáo của Phật dạy để gạt người thì là số một. Gạt đến mức không tưởng tượng được. Và cái cách nói chuyện cực kỳ hay. Người xã hội có thông minh cỡ nào thì nhìn ánh mắt cũng biết nữa. Còn người tu đạo mà gạt người, cả ánh mắt quý vị cũng không hiểu luôn. Tại vì trong Phật giáo đều có dạy hết. Dạy nên mới nói là Phật Pháp nó có một cái tác dụng phụ quay ngược. Mà cái tác dụng phụ trong Phật giáo mà quay ngược nó cực kỳ nguy hiểm. Nên Phật chỉ lý luận đúng một cái câu mà chúng ta phải tin, đó là tin sâu nhân quả. Tin sâu nhân quả, khỏi cần phải dòng do tâm quắc gì nhiều, nói nhiều không nắm được. Nên tin sâu nhân quả thì tùy mỗi người mà tu. Quý vị gieo nhân gì gặt quả báo nấy à. Vì gạt người ta thì người ta gạt mình. Cuối cùng cuộc đời con người mình cũng có được cái gì đâu mà đi gạt người ta làm cái gì. Bao nhiêu thủ đoạn để giành giật đủ thứ cách,
giật chùa, giật của, giật Phật tử, giành giật đủ thứ cái hết trơn. Trong cuộc đời này cuối cùng như Đức nuôi với bà già, như Đức thấy một hơi thở thở ra không hít vào thì cũng qua đời của mình. Cái gì là cái của mình? Thì bây giờ còn sống được thì có cơ ngơi gì cho quý vị tu, rồi xây bao nhiêu cái phòng ốc như vậy thì cho quý vị ở. Chứ những đức thì cũng ở trong cái phòng mà cái giường bề ngang một thước và dài hai thước, ở trong có cái lỗ chui vô đó để làm quan tài thôi. Chứ cái gì đó mà nó hay ho gì đâu. Dù xây bao nhiêu chỗ đi chăng nữa thì những đức hay hòa thượng cũng nằm một cái đơn đó thôi, chứ nằm cái gì. Có phòng bự phòng nhỏ cũng cái đơn này. Không lẽ giờ phòng bự giang hai tay hai chân ra nó bằng với cái phòng sao? Suy nghĩ đi, không lẽ nó bằng cái phòng. Nên trời ơi, con người chúng ta tại sao bị cái vật chất danh lợi trong cuộc đời này nó trói buộc kỳ cục ghê. Những đức nói ở Phật tử khắp nơi nơi mà cúng dường những đức thì khỏi cần nói tới. Vì nghĩ là cái sự xài tiền của những đức nó cỡ nào chứ. Nói thiệt của người ta không dám tin luôn. Không tưởng tượng được cái sức xài tiền của những đức khi một tháng. Vậy mà thì quý vị biết người ta cúng dường cho những đức cỡ nào chưa. Nhưng mà như thế nào cúng đưa rồi truyền tay những đức có khi không coi tới luôn. Không để ý tới cái bao thư đó bao nhiêu tiền luôn. Cái này là 100% luôn cho quý vị biết. Nếu những đức mà còn coi cái đó nữa sao giảng pháp. Mỗi ngày còn tính tiền nữa sao giảng pháp. Chùa mình thì có cô Liên Bạch, cô cầm tiền, cô sắp xếp hết trơn. Mà cái cô này Phật cũng sắp xếp cho lo cho những đức. Một người phụ nữ 40 mấy tuổi, gần 50 tuổi, không có chồng, xấu, thiệt thà, hịch hạc, bị gầy không buồn giận, bị la không buồn trách, nhiệt tình với ngôi Tam Bảo, coi chùa như nhà mình. Tại không có chồng, không có con, mà còn xấu nữa. Bị nghĩ đi, thở là trời. Phải Phật sắp xếp không? Phải chi mà sắp xếp một cái bà mà sắc diện đồ coi được, đồ bóng sắc, đồ nói chuyện ngon lành, ngọt ngào, đồ bên cạnh những đức thì có vấn đề xảy ra. Người ta sẽ gì nghĩ nói rằng cái ông này ông lựa cái bà bóng sắc này kia đồ coi được mà bên cạnh giữ tiền đúng không? Rồi nói chuyện quá khéo léo thì cũng nguy hiểm. Tự nhiên Phật sắp xếp đưa một con người chân thật, nhiệt tình, hết lòng vì Tam Bảo mà không có bóng sắc, không đẹp đẽ gì hết trơn. Vậy thì mình ở bên cạnh mình có làm việc chung cỡ nào mình cũng đâu có suy nghĩ tới cái gì xấu mà. Đúng không? Thấy chưa? Đó. Nên trong chùa mình nhiều phái nữ, quý vị biết là cái cách sắp xếp của những đức là gì? Đẹp lau nhà. Đẹp lau nhà, xấu giữ tiền. Thấy chưa? Đẹp bắt đi lau nhà. Coi được đi làm cái chuyện dơ bẩn được không à? Rửa nhà vệ sinh được không à? Còn xấu thì đi giữ tiền. Chùa mình đi ngược không à? Xấu xí thì ở mặt tiền, mà đẹp thì ở trong buồng, trong bếp. Không có đưa ra mặt tiền tiếp tăng mà ngon lành gì hết trơn á. Nên quý vị coi vô chùa mình không cốc cốc keng keng không, quý vị coi thấy không? Vậy mà người ta làm cái chuyện đó à, cốc cốc keng keng mà làm cái chuyện đó. Chùa mình á, mấy bà già lụm cụm vậy mà vô tay những đức là thành binh chiến không à. Lạ thôi là vô tay những đức là thành binh chiến à. Già lụm cụm đi không nổi mà những đức nói đi. Đầu hô là bà đứng là bà chạy. Tôi nghĩ thì sao? Nghĩa là già yếu đồ mà si cầu que đồ mà vô tay những đức là ngực cái tâm lên vậy đó. Vì thấy rõ ràng không? Bây giờ có những người quý vị đi đến đây mà không dám nghĩ mình lại được 500 danh hiệu. Vậy mà khi mà những đức mà sướng mà lại, có những người mà bò lết cũng phải lại nữa. Tại vì sao? Vì cái tâm quyết quý vị. Cái quan trọng vô cùng là nó chiền lửa. Chiền lửa mới là đặc biệt. Trời ơi, chứ đi đến đây mà quý vị nói à, lại được như thì lại nghe. Quý Phật tử cứ cố gắng tùy duyên, lễ nhiêu cũng được, lễ được nhiêu thì lễ, tùy hỷ công đức à, chắc nó tùy hỷ hết trơn. Nó không lễ, nó không chịu tu mà nó ngồi đó, nó cứ ngáp gió nó. Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức. Thì coi như trong chùa của mình người ta cực, người ta lo cho quý vị, mà đi về đây quý vị nhiệt tình như vậy, người ta lo người ta vui không? Rồi quý vị nhiệt tình tu như vậy mà quý vị thấy người ta nhiệt tình lo cho mình cũng vui nữa. Hai bên nó đối đáp lại đúng là rõ ràng hay. Còn gặp mà cái kiểu mà đi cái vòng vòng lẩm ngẩm mà cầm điện thoại, cái kiểu này giết nó làm cực, giết nó tức lên, nó trộn lên, tao đi vô đây tu là tu mà nó cầm điện thoại đi vòng vòng xong nó xuống ăn làm cực muốn chết luôn, nó bực bội lên, nó tức tối lên, hiểu không? Còn cái này người ta lên người ta tu rõ ràng nhiệt tình như vậy thì ban phục vụ phải nhiệt tình phục vụ người ta chứ, rõ ràng không? Nó mà từ cái chỗ này thành công được là đâu?
Cái chỗ thầy thành công được là từ đâu? Là từ ngay câu A Di Đà Phật mà ra. Không có câu A Di Đà Phật thì không có gốc. Cái cây mà đã đoạn cái gốc rồi, bây giờ cành lá hoa quả nó có xanh tươi nó cũng chết rồi. Mà cái chỗ thành công của những đức là ngay câu Phật hiệu này. Bao nhiêu con người đi tu, người ta cứ tìm phát triển đạo tràng, người ta tìm chùa cao Phật lớn. Những đức có những huynh đệ rồi cho gì biết, cùng thờ những đức. Bây giờ mấy ông đi tùm lum tùm la chứ cái gì, thấy những đức có đạo tràng này đạo tràng kia, mấy ông cũng muốn có chùa nữa. Những đức nói muốn gì cho nó mệt, thì nó có thì nó có, nó không có thì thôi, kiếm gì cho nó mệt. Trời ơi là trời, ai mà đi kiếm cái vụ này? Mục tiêu đi tu là hưởng được cái sự an lạc trong Phật Pháp, chứ ai mà đi kiếm cái ngôi chùa là cái gánh nặng cho cuộc đời của mình. Trời ơi, ngoài đời mình không có nhà nên mình muốn đi tu là mình đi tu liền, mình không có vợ nên mình đi tu là đi tu liền. Còn bây giờ mình còn đi tu rồi mà mình còn kiếm thêm ngôi chùa để mà bỏ mình vào ngôi chùa, mình kiếm thêm nguyên một cái hội chúng để mà mình bị dính vô hội chúng, thì sao mình ra đây? Bây giờ không cần đi tìm mà nó có cũng là có, cái này cũng là cái nghiệp nè. Người ta nói trời ơi, thầy nói muốn mà không được mà cái nghiệp gì? Tôi nói là cái nghiệp nó làm cho mình nặng gánh vô cùng, nếu mình mà không sở ra được thì cuối cùng cái này nó cũng đẩy mình xuống tam đồ ác đạo rồi chứ hay ho gì. Bao nhiêu người ta hô hà như tối những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong, có nhiều cô chạy theo nói vậy nè: trời ơi, trời thầy ơi, sao con ngưỡng mộ thầy quá, trời sao thầy giỏi quá. Những đức nói gớm, ngưỡng mộ độ là trời, tôi mắc cỡ muốn chết luôn. Mỗi lần mà ai mà đến mà gặp mình mà nói thầy để con chụp hình với thầy, tôi mắc cỡ cũng gần chết được. Nó thật sự 100% là mắc cỡ. Tại vì sao? Trời, tôi biết tôi mà trời. Tôi biết tôi mà cuộc đời tôi không biết tôi nữa thôi á. Hiểu không? Một con người hư hỏng xấu xí, một con người không ra gì, nói chuyện tào lao bác xế ngoài đời mà té ạch nhậu nhẹt xong té rầm mà chó gặp chạy mất vé. Chó mà còn chạy nó chi nữa con người, nghĩ đi, một con người như vậy á. Vậy mà gặp Phật Pháp, bây giờ người ta gặp nó: thầy xin cho con chụp con hình với thầy được không thầy? Cái những cô cũng trẻ trẻ cũng coi được lắm nha: thầy cho con chụp con hình với thầy được cháu, con coi pháp thầy lâu lắm, con ước gì con được chụp với thầy con hình như được này. À thầy gớm, thôi trời, nhờ niệm Phật, nhờ đọc sách chư tổ và nhờ tu mười mấy năm nay là niệm Phật nên cái văn tự này tự nhiên nó nói vậy thôi, tôi hay ho gì đâu trời. Còn cái chuyện bây giờ ngủ người ta về lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày, tôi cũng là phàm phu, tôi mệt muốn chết được chứ bộ nó không mệt thế sao mà hay ho cái gì. Bây giờ ngủ người ta về không lẽ bỏ người ta? Mấy ngày trước đó từng hay từng rủ người ta, kêu người ta về đây, không lẽ người ta về đây y như vậy rồi không lên tu với người ta chứ tôi cũng mệt muốn chết luôn chứ hay ho cái gì đâu. Lễ sau thì quý vị cũng mệt, thì những đức cũng xanh xao mặt mày hết chân, đều là thân máu thịt hôi tanh không hay ho gì. Có những người nói trời trời, con nghĩ chắc thầy không phải là người bình thường đâu, thầy chắc A Di Đà Phật quá. Những đức nói A Di Đà Phật tôi mà A Di Đà Phật chắc diệt vong Phật Pháp quá. Trời ơi, cái này là do gì? Mình thấy cuộc đời mình hết đường binh rồi, ngoài đời nó đã không còn đường binh rồi, bây giờ chỉ còn có con đường Phật Pháp này mà không cố gắng nữa thôi á, cuộc đời này ra cái gì? Tôi hết đường binh ở ngoài đời á. Hết đường binh là cái gì? Không phải tôi không làm ăn được, mà là tôi cảm thấy tôi chán ở ngoài đời quá rồi. Từ ăn nhậu bê tha, gái gú, ăn chơi đủ giò, tôi đã chán rồi. Tôi chán đến mức mà tôi nói bây giờ tôi tìm ra một con đường làm sao mà tôi thoát cái cảnh ở thành phố này nè. Hồi xưa tôi không hiểu, tôi tưởng đâu là ánh đèn màu trên thành phố là một cái nơi phồn hoa đô thị đúng không? Trời ơi, sống với thành phố nó khổ, đừng có nói nữa. Không phải đơn giản đâu, có những người miền quê rồi họ không hiểu, họ nói rằng đi lên thành phố là ngon lành lắm. Trời ơi, quý vị biết rằng nó khổ vô cùng. Tôi nói với quý vị nghe chứ, 11 năm tôi sống một cái chỗ làm một nè. 11 năm tôi không bao giờ đi thuê phòng ở riêng. Tại vì sao? Tôi muốn có tiền để tôi ăn chơi thôi à. Còn tôi thì ngủ sao cũng được. Mà không ngờ nhờ như vậy mà bây giờ những đức chịu khó chịu khổ quen nha quý vị. Những đức đi làm thành phố ngày xưa là những đức nằm xe bán cơm á, xe cơm mà bằng ngày mà người ta để đồ ăn thức uống quý vị, để người ta bán á, là cái xe nó bự lắm, bị ngang nó tới thứ hai đặng, bị dài nó 3 thước đặng. Những đức nói à cái xe này ngon nè, cái xe này bằng ngày bán cơm, buổi tối mình ngủ. Thì quý vị biết rằng là 7 năm trời những đức nằm cái xe cơm, 7 năm cứ là bữa nào mà nhậu mà còn tỉnh gì thì còn lao nghe. Tại vì người ta bán mấy chục món đồ ăn, những đức nấu ăn mà. Những đức nấu ăn để xe đồ ăn bán rồi xong những đức cũng ngủ ngay xe đồ ăn đó luôn.
Thì vì biết rằng để lên cái xe đồ ăn đó thì bằng ngày buôn bán thì nào là cá mắm thịt thà gì dầu mỡ nó nhiễu tùm lum tùm la trên đó, thì bắt đầu là người ta bán xong rồi bắt đầu người ta dọn đồ ăn thức uống hết trơn. Những đứa đi nhậu đi chơi xong á bắt đầu là đi về, bữa nào mà tỉnh thì lấy cái khăn á, mà cái khăn cũng dầu không à, không có khăn nào mà sạch chứ khăn cũng dầu. Những đứa quết lê bất liệt vết đại xong những đứa chiếc chiếu đi theo mình bao nhiêu năm, đi theo mình thấy không, chiếc chiếu bờ bụi phải không, giải ngàn cái ách ngàn cái rồi mũi mày cứ cắn tao đi ngủ giác nó giọng dòi gì mà 7 năm nằm trên cái xe cơm đêm nào cũng ngửi mùi thịt, nó nói trời mùi thịt quen với mình quá ăn thua gì đúng không. Nó gì mà bước ra ngoài thì bằng một bộ đồ tưởng ông chủ vậy mà đi về rồi cái bằng đêm bằng cái quần đùi ngủ mũi cắn te tu 7 năm chờ nằm trên cái xe cơm để ngủ, 5 năm chờ thì nằm trên cái bàn mà người ta mỗi ngày mà dọn đồ ăn ăn. Vậy đó mà sống đó quý vị, sống 10 mấy năm trên thành phố là sống vậy đó. Vậy mà bước ra ngoài cái là xạo, đi ra ngoài cái là bận quần jean, áo thun, áo sơ mi, bỏ áo thùng mang kiến đen. Xe thì kiếm tiền mua chiếc xe có được được, đi tay ga đồ này kia mang kiến đen mà túi không có tiền. Tiền xạo lắm, xạo kinh khủng lắm à. Nói quý vị biết rồi, vì cái danh không mà khổ, cứ là vì ra đường chạy xe được không có kiến đen, có khi mua mất kiến dởm á, thấy người ta kiến nó đẹp đẹp mua kiến dởm, mua kiến nhái mang vô đâu có thấy đường đâu. Mỗi lần gặp người xạo xạo lấy cái kiến làm gì nè, kéo xuống tuốt dưới đây, thật sự không thấy đường. Thì coi á, trời ơi, vì cái danh mà nó khổ cuộc đời. Vì biết rằng có tiền bao nhiêu bỏ cho cuộc chơi hết, cứ chơi hết, cứ xài hết. Nó về quê cái là có chút đỉnh tiền, cái gì xạo lắm nha, cái gì cái cho xạo nó ra dễ mình giàu đúng không. Nó vậy mà lên cài muốn le lử. 11 năm của tôi trên thành phố là như vậy đó, sống cuộc đời như vậy. Đến lúc tôi nói trong lòng tôi nghe, có những đêm 12 giờ khuya tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói trời ơi là trời, không lẽ cuộc đời của người mình như vậy, cha mẹ chết hết rồi, vợ con chưa có mà bây giờ 20 mấy tuổi rồi, bây giờ không lẽ cuộc đời cứ như vậy hoài, xong hiền sao đây. Mình nói lại với mình nói giờ mày sao đây, sao mày cũng không biết làm sao, bây giờ mày hông gì giờ sao. Có khi mình cũng muốn không muốn nhậu nhẹt, không muốn ăn chơi nữa, mà bây giờ nó tạo thành một lực lượng của bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt không, mà không có con đường sao mình bước ra. Chiều cái mình nói thôi bữa nay không có nhậu, bữa nay nghỉ đi chơi, bữa mệt quá trời rồi, tối nhậu nguyên một tăng mà tới 1 giờ mấy mới về, nó mệt lắm rồi, bây giờ là không có nhậu nữa, nghỉ mới được. Vậy mà chiều lại cái nó điện thoại cho mình, nó điện cho mình mấy cuốc, cái mình nói à được là nó đi chút tao tới. Đây là cái tôi nói rõ ràng này, nguyên một cái dàn bạn là mình không bước qua ra được nè quý vị. Nên cuối cùng gặp một cái anh bạn, mà cái anh bạn bây giờ mẹ ảnh cũng là đi tu, anh Bình. Vậy đó mà ảnh thấy Như Đức, anh biết Như Đức là một con người giỏi, nhưng mà chưa có cơ hội để mà phát triển thôi. Mà Những Đức là một con người có tư tưởng và giỏi, không phải đơn giản. Nên ảnh muốn cho Những Đức cái cơ hội để sau này anh sử dụng Những Đức. Phải cho người này biết Phật pháp mới có thể làm ăn với người này được. Thì ảnh đem Phật pháp anh giới thiệu Những Đức, anh dẫn Những Đức đến chùa. Hồi đó dẫn đến gặp cư sĩ Vọng Tây đồ này kia, cho Những Đức biết một số người Phật trong Phật pháp. Vậy mà Những Đức vừa đến chùa nghe 1-2 bài giảng nhẹ nhẹ thôi, Những Đức nói à đây chỗ này nè, cái chỗ này là cái chỗ mà có thể mình thay đổi cuộc đời lại nè, thí nghiệm chỗ này nè. Cuối cùng Như Đức đến chùa giác ngộ, mỗi buổi tối tụng kinh Pháp Hoa, rồi buổi trưa rảnh đi lỡ đó lao tượng Phật, làm những cái chuyện gì mà sao tự nhiên bước đến chùa nó cảm giác như nó có một cái gì đó nó đặc biệt lắm. Mà gặp quý thầy là tự nhiên mình lắng nghe, mà nói cái gì mình lắng nghe, mình kinh nghiệm dữ lắm, nghe mình nghe cái là mình thích à. Một số điều trong giải thoát mình thích vô cùng. Vậy mà vừa nghe Phật pháp 1 tháng sau tự nhiên phát tâm ăn chay trường, mà lúc đó còn nấu đồ ăn mặn luôn nghe, còn nấu đồ ăn mặn luôn. Vì mà phát tâm ăn chay trường, quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng con quyết định con ăn chay trường, nhưng con vẫn còn công việc này để sống, nên con phải nấu đồ ăn mặn, nhưng con quyết tâm không niêm, Bồ Tát gia hộ cho con mà con vẫn bình thường được, mà con quyết định ăn chay. Vậy mà Những Đức ở trong cái môi trường nấu đồ ăn mặn mà Những Đức phát tâm ăn chay trường, thì ăn chay trường đâu mấy tháng chờ Những Đức nói rằng bây giờ mình đã ăn chay rồi, mình đã biết Phật pháp rồi, mà bây giờ mình còn ở trong môi trường nấu ăn như vậy nữa, lung tâm cảm thấy nó không chịu như vậy. Cuối cùng Những Đức nói bây giờ mình tính kỹ đi, sự nghiệp không có, vợ con không có, cha mẹ cũng chết rồi, mình ở ngoài đời còn cái gì đâu mà mình suy nghĩ tới nữa.
tự nhiên lúc đó trong tâm mình nó thúc giục mình là thôi đi tu đi, đi tu đi, đi tu đi. Thì lúc đó quý vị biết rằng là những đức nói đi tu mà đi ở đâu? Ở đâu tu? Cuối cùng anh Bình anh dẫn đi lợ gặp ông thầy đó, vị chủ trì, mà vị đó lại là người tu mặt tông, mà già râu ria rồi nhìn thấy tướng hảo đó, đặc biệt lắm. Thì mình không biết là mình tu ở đâu hết trơn á. Thì đi đến đó, vị thầy vừa gặp những đức nói à thôi con đi theo thầy đi. Mình nói à tự nhiên thầy này rủ mà mình đi đi, ông rủ mình đi phước cho rồi đi chứ. Mình muốn đi tu mà bây giờ có người rủ, có người cho mình chỗ ở rồi, vậy là lo cho mình hết mình, vậy chứ mình cần tu thôi là được rồi. Hiểu không? Vậy đó quý vị, mà tự nhiên những đức chở về chỗ làm, cái có mấy người bạn họ rủ những đức đó nghe, đi lên trên tỉnh Thất Quan Âm có một ngôi chùa, đi lên đó tu thử 3 ngày đi rồi về hết đi tu luôn. Thì những đức vừa đến tỉnh Thất Quan Âm, cái những đức nghe cái câu niệm Phật á, nghe câu niệm Phật, những đức vừa nghe một phát đó, những đức nói cái nơi này là nơi mình sẽ đến, không phải ở chùa kia mà nhất định sẽ đến đây. Khi tu 3 ngày xong rồi, những đức về gặp vị chủ trì mà rủ những đức ở chùa ông á, những đức nói thầy ơi con quyết định con đi tu, nhưng con không phải ở chùa thầy, mà con đến một ngôi chùa chuyên niệm Phật và nuôi người già. Vì cuộc đời của con mất cha mẹ sớm, bây giờ con được đi tu mà được nuôi người già cũng như là cái tâm con báo hiếu cho cha mẹ con. Thì vị thầy nó nói tốt, con đi niệm Phật tốt, đúng rồi đó, con đi niệm Phật đi. Thì từ đó về sau những đức đi luôn tới bây giờ là 13 năm. Những đức cũng không biết vị thầy đó còn sống hay đã mất nữa, nhưng mà chỉ có duyên gặp như vậy và quyết tâm đi đến ngôi chùa niệm Phật, và tới bây giờ hơn 13 năm là chỉ có một câu Phật hiểu. Nếu nói về cuộc đời của những đức thì nó cũng là một cái trang sử cũng đặc biệt đó quý vị. Từ nhỏ mất cha mẹ, không, từ nhỏ mất mẹ sớm, sau này cha mới mất. Thì 6 tuổi mất mẹ, xong cuộc đời tạo bao nhiêu cái nghiệp ở ngoài đời, đi sát sanh hại vật. Rồi xong tới 17 tuổi, 16, 17 tuổi đi giác bao, giác gạo một bao 6-70 kg, 7-80 kg, giác lúa theo cái cây cầu mà quý vị biết, cái cầu mà ở dưới quê miền Tây mà bắt ngang một cái ghe quý vị, rồi mình giác đi nhúng là giác lần mấy chục tấn lúa, đêm hôm đồ giác lúa này kia đồ. Rồi xong ở dưới quê làm được bao nhiêu tiền thì ăn chơi, cuối cùng nghe tới thành phố thì nghĩ thành phố là ngon lành. 18 tuổi bỏ nhà đi thì đi lên tới thành phố. Từ 18 tuổi tới 29 tuổi ở trên thành phố. Từ 29 tuổi thì đi tu và tới bây giờ 41 tuổi. Thời gian đi tu hơn 13 năm không có đi đâu cả. Tìm hiểu rất dễ luôn. Một là ở tỉnh Thất Quan Âm 5 năm, đi xuống đây hơn 8 năm. Rồi xong. Còn ngoài ra không có đi đâu cả, cũng không gặp bất cứ một người nào hết chứ. Cũng không có đi hỏi đạo ai cả. Chỉ có một lần tự nhiên ở trong chùa vậy, nghe cái chú đó, ổng đang làm đĩa, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng cái bài pháp mà sống trong thế giới biết ơn. Ở ngoài cửa sổ nhìn vô thấy Hòa Thượng Tịnh Không, trong lòng nói cái vị này lớn tuổi như vậy mà tỉnh táo, sáng sủa như vậy trời. Một con người tu này là đặc biệt nè, quá tỉnh táo, nhất định phải nghe ông này mới được. Rồi từ đó về sau thì nghe Hòa Thượng Tịnh Không được 5 năm. Khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm rồi, khi đi xuống dưới đây, những đức nói không nghe nữa. Vì sao? Vì 5 năm chờ nghe cũng không làm được bao nhiêu. Nếu tiếp tục mà nạp vào nữa thì cuối cùng là tạp chứ không ra thứ gì. Thôi bây giờ thử hạ thủ công phu là buông xuống không nghe nữa. Tại vì Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng quá rộng, ngày quá mở rộng rồi. Mà cứ nghe là cứ mở rộng hoài, cứ mở rộng hoài. Cuối cùng chúng ta không thể nào mà đặt vào một cái việc làm nào mà chuẩn được, cứ nghe để mở rộng hoài thôi. Thành nó tạp cái tâm của mình, nó nhiều thứ bên trong. Cuối cùng nghe 5 năm không nghe nữa. Đi xuống đây lấy một số câu của Hòa Thượng Tịnh Không áp dụng vào. Khi đi xuống dưới đây lập một cái vườn rau, là vườn rau là từ Hòa Thượng Tịnh Không đưa lên tư tưởng, lập được cái vườn rau. Và một câu vật hiệu Hòa Thượng Tịnh Không giảng, và nghe thầy giác nhà cũng một câu vật hiệu mà thành công, nên cũng nghe theo và làm như vậy. Rồi đi xuống đây là một số lời pháp của Thượng Tịnh Không như được áp dụng vào đạo tràng, và lấy phương pháp tu ở chùa Tỉnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn để áp dụng phương pháp tu ở đây và giữ nguyên như vậy hơn 8 năm nay. Bây giờ chùa chúng ta phát triển khắp nơi nơi, nhiều người đã theo cái phương pháp tu này là từ nơi ngay thầy Giác Nhàn. Còn những đức thì không có một cái thứ gì của những đức cả, hoàn toàn là nhờ nghe pháp của Thượng Tịnh Không và ở bên cạnh thầy Giác Nhàn học được một số tư tưởng. Và thành công hôm nay là do từ các vị đó, còn riêng những đức không có một cái gì hết trơn. Chỉ có đúng cái tâm là khi nghe pháp và thấy cuộc đời vô thường, và nuôi người già cảm thấy thương người già. Chỉ càng ngày lo cho người già thì cảm thấy thương người già. Quý vị biết rằng nè,
những đức mà 11 giờ mấy 12 giờ khuya đi vòng vòng chùa, gặp các cụ già nằm ngủ, trong lòng mình nhìn các cụ già nó có một cái cảm xúc lạ thường lắm. Nó chờ cuộc đời con người ai cũng già, già rồi khổ như vậy, con cái ở đâu, người thân ở đâu, bây giờ nằm ở đây như vậy, nằm một cái giường bị ngang 80, bị dài một thước mấy hai thước, nhỏ xíu, có những bà mập lù nằm một cái là nó bằng với cái giường luôn, ngủ nửa đêm tay gớt xuống, phành bụng ra, đầu lọt xuống toàn ten gì mà, nằm tuổi già như vậy mình nhìn cái mình nói trời ơi, sao tội nghiệp quá. Rồi thêm có nhiều bà cụ già đi không nổi mà còn đẩy thêm chiếc xe, cái kiểu yếu quý vị phải đẩy chiếc xe, bây giờ nó chế cho chiếc xe hai bánh á, vừa đi không nổi mà đẩy chiếc xe đi, mỗi lần ăn cơm cứ gặp các cụ đẩy ngang đẩy qua đẩy lại, mình nói trời ơi, cái cuộc đời con người trẻ rồi tới già, cuộc đời con người cái gì là thật đâu trời. Nên cuối cùng mình chọn cái phương hướng của mình là gì, là nuôi người già và hướng dẫn trẻ em. Nên những đức nói khi cái nhà ăn này xong là những đức sẽ phát triển cái lớp đạo làm con của mình lại đó, những đức không có bỏ cuộc đâu, chắc chắn luôn đó. Mà kỳ này những đức phát triển cái lớp đạo làm con của mình là tuyệt vời luôn, đặc sắc hơn ngày xưa rất nhiều. Qua một khoảng thời gian những đức không tổ chức, những đức kinh nghiệm ra một phương pháp để mà lập cái lớp đạo làm con. Cái lớp đạo làm con của chúng ta sau này phát triển á nghe, là những đức chia sẻ Phật pháp chỉ khoảng 15 phút 20 phút đổ lại thôi, còn phải lễ Phật nửa tiếng đồng hồ rồi phóng sanh. Như vậy thì vừa dạy về lớp đạo làm con mà vừa phải lễ Phật. Những đức nói chỉ có niệm Phật thì con người ta mới trở thành hiếu, còn nếu như bây giờ chỉ nghe văn tự mà hiếu thì không bao giờ hiếu. Con người bây giờ nghe văn tự bao nhiêu cũng không sửa đổi được lỗi lầm, chỉ có đúng niệm Phật mới sửa đổi được lỗi lầm. Nên vì sao gọi là thờ mạt pháp? Mạt pháp là gì? Mạt pháp là con người ta đọc kinh giáo không hiểu, đọc sách vở không hiểu. Phật pháp mà đi đến cái chỗ mà gọi là danh từ mạt pháp không phải là pháp của Phật mạt, mà là do con người không đọc kinh, không đọc sách chư tổ sư nữa, mà đọc cũng không hiểu luôn. Nên kinh sách bây giờ dẹp qua một bên, con người ta không muốn đọc. Bây giờ ở trong đây quý vị cầm một quyển sách của Hòa Thượng Tịnh Không, cầm một quyển sách của Ấn Tổ bị tặng người trong đây đi, miễn cưỡng nhận, nhận xong về để đó, không ai đọc hết, nên mới gọi là mạt pháp. Pháp của Phật thì không có mạt, quý vị phải nhớ, giáo pháp Đức Thế Tôn không có mạt, vì giáo pháp Đức Thế Tôn là hoàn toàn giáo pháp giải thoát. Nhưng con người nó không tiếp nhận Phật pháp nữa nên gọi là mạt pháp. Nên chỉ có một câu Phật hiệu này gọi là trì giới, một câu Phật hiệu này là học giáo, một câu Phật hiệu này là tụng kinh, một câu Phật hiệu này là trì chú, một câu Phật hiệu này giúp cho chúng ta giải thoát. Nên gọi là thờ mạt pháp. Nhiều người tu hành không có một người nào đắc đạo. Chữ đắc đạo này mà dành cho người tu hành là bỏ pháp môn tịnh độ, tu ngoài tịnh độ gọi là đắc đạo. Như vậy thì nhiều người tu nhưng không có một người nào đắc đạo hết. Và Phật nói tiếp, vì chỉ có những người nghe tịnh độ mà tiếp nhận, tin tịnh độ mà niệm Phật, tín nguyện kiên cố với câu Phật hiệu cả đời, thì người này có thể đời này được giải thoát. Nếu như trong cái thờ mạt pháp này mà con người ta chịu niệm Phật, thì quý vị sống trong thờ mạt pháp nhưng đang sống trong chánh pháp. Quý vị thấy nghe tịnh độ chưa? Nói tới tịnh độ là con người nó hưng hực lên, cái mặt kỳ cục. Thấy không? Nói cái gì khác thì nói nhẹ nhẹ, mà nói tên niệm Phật là tự nhiên nó hừng hực cái tâm nó lên. Vì sao? Vì con người này là từ có Phật hiệu mà cứu họ. Nên bây giờ là nói tới niệm Phật một cái là mê lắm. Nên người nào mà con nít hay gì cũng như mà ai mà niệm một câu Phật hiệu, những đức nghe cái thôi là những đức cảm thấy kết người đó rồi đó. Kỳ cục như vậy đó. Tại vì cái tâm của những đức là niệm Phật. Mấy ngày nay mà quý vị về đây mà không bắt lo niệm Phật ầm ầm đó, chứ chùa mình mà bình thường quý vị mà ở trong đây đi ầm ầm niệm Phật như thế, những đức phái như vậy đó, đi đến đâu những đức mà ở đâu là câu Phật hiệu phải phát âm chỗ đó, không nói dòng do hay chứ. Nên cái nơi những đức đến ở như cái bảo tháp ở bên Hòa Thượng bển á, bảo tháp Thiên Phật á, mà bên đó nó lạnh lẽo, nó buồn hiu vậy mà Hòa Thượng cắt dãy nhà đưa những đức một cái, tự nhiên xuất hiện một cái hơn 100 người vô đó ở, lạ chưa. Bây giờ cái nơi đó trở thành phồn hoa luôn quý vị. Bữa nay đi qua bển lại Bồ Tát Quán Thế Âm lợi cái đạo tràng Thiên Phật, quý vị coi kìa. Ở nhà Thiên Phật ở này nó chỗ đó hoàn toàn thay đổi hết trơn. Thì bước vô vị coi, con người ở đồ vui vẻ thành một cái đạo tràng tu hơn 100 người đó. Nên những đức nói là chỉ có một câu Phật hiệu này thôi. Nên con người khổ cỡ nào, sống trong cuộc đời này khổ cỡ nào, bị chồng đánh, bị chồng bỏ, bị vợ đánh, bị con hắt hủi, cuộc đời không còn lối thoát, chỉ cần nghe tịnh độ này tiếp nhận đi
đi đứng nằm ngồi nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm chân thật mà niệm. Hoặc là có lúc mà nó nặng nề nhất trong lòng của mình nghe thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy không? Quý vị mà thử mà khi buổi tối mà chưa ngủ mà nằm nằm nghe A Di Đà Phật, A Di Đà. Ôi ô cái cảm giác nó làm như là nó thoải mái như thế nào, giống như mệt cỡ nào mệt mà chỉ cần lên mà ngồi nghỉ một cái mà A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái cách niệm này của thầy Giác Nhà ngày xưa nhớ không? Nhép môi niệm Phật nhớ không? Ngày xưa cái thời hoành tráng nhất, cái thời mà gọi là trì danh niệm Phật mà thầy Giác Nhà chuyên gia luôn đó. Mà lên giảng là ngực. Niệm câu Phật hiệu tới tặng đời vị lai. Nhớ không? Thầy nhà cái cách này. Niệm câu Phật hiệu tới tặng đời vị lai. Nó. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Thầy đang giảng cái tự nhiên mà cái miệng thầy nhà thì đẹp lắm. Miệng như Đức thì vô duyên lắm. Nó kệ đi, niệm giống ta được rồi, đúng không? Thầy nhà niệm cái miệng dẻo đẹp, đúng không? Còn mình thì cũng kệ nó đi, miễn niệm được rồi thôi. Thấy không? Nó nên ôi ôi mà nó hay lắm quý vị. Ô quý vị mà thử đi công viên hay đi vòng vòng hay đi ngoài đường hay ngồi trên xe hay bịt khẩu trang gì, quý vị cái dùng cách này nó hay lắm. Bây giờ bấm số là bấm, nhưng mà lúc nào quý vị không bấm nữa, quý vị cứ niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nó nhiếp tâm, nhất là lúc đêm phia. Ồ nó làm cho quý vị niệm mà nó đi sâu của câu Phật hiệu vậy đó. Mà cái cần cổ mà đau mà niệm cái là nó hết đau. Quý vị biết vì sao mà như Đức khang tiếng mà lên niệm Phật hoặc là lên giảng là hết khang liền à. Trong khi người ta khang tiếng là chịu mấy ngày. Còn những Đức thì tự nhiên khang tiếng chút hết trơn à. Lạ thay. Vì sao? Vì câu Phật hiệu niệm hoài, thường niệm. Chuẩn bị qua đây chia sẻ Phật pháp là bên kia niệm Phật liền, bên kia nằm ngồi đi đứng gì cũng niệm Phật hết trơn á. Nó như hồi tối lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong đúng là về người ta nằm ngủ liền, ngủ có được. Cứ đứng bên kia nhìn qua đây thấy người ta nằm tùm lum tùm la, người ta nằm nghiêu nằm ngao, người ta ngồi ăn chứ, có nhiều bà đang ngồi ăn cơm chứ đó. Tự nhiên mình nhìn thấy mình ngủ có được. Nó ngủ có được, mình cứ nằm hoài, mình ngồi hoài, mình đi vòng vòng hoài vậy đó. Tới 12 giờ rưỡi nó ngủ. Mà tỉnh veo à. Vì mà sáng nó tỉnh veo luôn á chàng. Vì sao? Vì cứ đi đứng vòng vòng cứ là về mà gặp mà ông chồng không biết niệm Phật mà ngồi gần ông hoặc nằm gần ổng mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông chú ông tức lên kêu im xì xì vô lỗ tai hoài. niệm ra tiếng đại đi, xì lỗ tai kỳ cục ghê, nhột lỗ tai muốn chết luôn. Còn cái kiểu mà ổng đang gầy la mình mà cái dùng cái miệng này niệm Phật sao mà tức được, sao mà cự được. Cái kiểu mà ổng đang gầy la mình thì mình cứ cái kiểu mà chồng nó nhậu về mà nó cứ lọ mọ nó nói mình này kia hoài, nó kiếm chuyện để cho mình trả lời. Có nhiều ông nhậu ngộ lắm nha. Mình lúc mình không có nhậu mình không có nói dòng do đâu, và khi mình nhậu vô cái mình về mình nói trên trời dưới biển, mình nói mình kể chuyện xưa, mình kể chuyện này kể chuyện nọ, mình kể chút cái mình vô đề, mình nói mày tao nói cho mày biết, từ khi lấy mày tao thấy hãm tài, vợ người ta nhìn mặt thấy ham, còn tao nhìn mày cái là tao thấy tao chán, nhà này mạt riệp cũng do mày. Mà lúc đó nó tức, cái lúc đó mà đã ở sống với mình mà có con đồ lo lắng vậy, mình cực khổ mà nghe nói như vậy nó tức nha, bắt đầu nó trả lời biết như vậy sao cứ chi à? Biết cái mặt như vậy thì sao thì sống với tao làm chi à? Nó không bắt đầu mày trả lời với tao hả? Mày trả lời với tao hả? Tao đập mày vô mặt mày cho mày chết mày ô. Bữa nay mày dám trả lời với tao hiểu không? Vậy mà từ hôm nay mà nghe như Đức giảng chỗ này rồi, cái là gì á, nghe nhậu họ nói đon nói ren, họ nói mà mũi cắn mà đập bóp bóp mà cứ bóp một cái, bà mẹ có mũi mày, cái thứ mũi ơi mũi, chữ tào lao cái nhậu xỉn vô nó chữ cứ khơ cho mình trả lời. Mà mấy bà kinh nghiệm nghe, khi mà nhậu vô là chữ khơ vậy đó cho mình trả lời, mà trả lời cái là bóp 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 vậy đó.
ầm lên nha. Bây giờ từ hôm nay nghe lời những đức nghe, gặp mà chồng nhậu nhẹt mà về nó chửi mắng, nó nói này nói kia, đon nó ren, bây giờ bắt đầu dùng cái cách này nghe. Cứ ngồi đâu, nằm đâu, ở đâu, trốn ở đâu, cứ mấy anh chồng nó nói bây giờ tao tìm vợ tao dễ lắm, nó mà trốn là đi tìm nó dễ lắm, chỉ cần bình tĩnh thôi, đi lỡ mấy cái gốc cây mà mày nghe cái gì xì 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 là mày biết là mày ở sau lưng mày chụp đầu nó là dính liền rồi, chứ không có nói vào vô chứ. Cái nó bây giờ là nó kỳ cục lắm, chỉ cần la gầy nó cái gì không biết, nó học ông thầy nào không biết, mà cứ là nói tới nó cái là nó ngồi nó làm kỳ cục lắm. Mơ nó chì chú chì gì thôi tao không biết, tao cũng giỏi lắm, tao sẽ đụng vô không biết có bị cái gì hay không, nên nó cứ ngồi đâu nó cứ nên bây giờ mà tao mà la nó, tao giục nó chạy trốn chỗ nào là tao đi kiếm dễ ẹt, là tao đi chút tao nghe cái chỗ nào xì xì là tao biết, sau lưng tao chộp cái đầu tao kéo gì cứ là vậy mà ngộ lắm. Khi câu vật hiệu này mà cứ niệm thường xuyên như vậy đó thì tất cả những cái lời chửi mắng ra nó chéo bên ngoài không à. Câu vật hiệu nó có diệu pháp âm, câu vật hiệu nó có diệu pháp âm nghe. Khi đang niệm như vậy đó là tất cả những cái lời chửi mắng, những lời gầy la nó chéo bên ngoài trơn á, nó có vô được cái tâm mình. Mà khi mình không niệm Phật là cái lời chửi đó nó bỏ vào tâm, nó bỏ vào tâm và nó quay ra. Khi nó bỏ vào tâm xong nó quay ra, nó quay ra, mà nó quay ra nó làm cho cái nhân tức, nó làm cho cái quả tức nó phát diễn ra, tức khắc mình búp ổng lại liền. Còn nếu như mình niệm có Phật hiệu này Ai Di Đà Phật thì cái tất cả những lời chửi mắng cái này cái kia tự nhiên nó ở ảo bên ngoài, còn câu Phật hiệu nó bảo vệ mình lại. Tự nhiên quý vị không có bị ảnh hưởng bực bội, mà càng niệm Phật mà càng thấy ổng chửi gì mình thấy tội nghiệp ổng. Mà đã là tội nghiệp thì không tức, mà không tức thì quá giải nghiệp. Là nhờ niệm Phật nó mới không tức, nghe không? Nó nên từ nơi đó mà bây giờ là có cái chiêu rồi đó. Cứ làm sao về gặp bất cứ cảnh nào cũng Ai Di Đà Phật. Hết gạo cũng Ai Di Đà Phật. Chùm lửa nấu cơm Ai Di Đà Phật. Thổi lửa vậy đó, mà áp dụng gì thử đi. Chùa này cơm ăn áo bận, cuộc sống tiền bạc lo lắng đầy đủ, không thiếu thứ gì, đều là từ niệm Phật. Nó, thì coi bao nhiêu con người như vậy mà lo bao nhiêu thứ như vậy mà không thiếu một cái gì, gạo khó kho. Vì coi trời ơi, đúng là một câu Di Đà ăn tới già không hết. Thầy Văn Nhàn nói một câu Di Đà ăn tới già không hết. Đây lụm lặt nè, lấy dùng liền. Lấy dùng liền. Ngày xưa gặp thầy, thầy nói một câu, ông biết không, ông á, dùng phương pháp của tôi nghe. Cái phương pháp này là của tôi, mà ông dùng cái phương pháp này ông phải nghĩ như thế nào đây? Vậy Đức nó nghĩ như thế nào là thế nào? Trời ơi, phương pháp của Phật thôi. Bây giờ đưa lên phương pháp thì ai cũng có quyền áp dụng, chứ như thế nào gọi là phương pháp của ta? Không có cô ta gì, thế nào là thế nào đây? Nên những đứa đó bây giờ tôi cũng có phương pháp tôi đưa ra đại, ai muốn dùng thì dùng, không dùng thì thôi. Chứ tôi làm gì nói phương pháp của tôi, tính toán người khác làm gì. Miễn nó thành công rồi thôi, nó thành công là mình mừng dùng cho người ta. Mình tính toán làm gì cho nó mệt, đúng không? Nên nó từ ông quý vị thấy không? Lên nói chuyện ngọt quá, quý vị coi một tiếng đồng hồ chưa ta? Hồi nãy qua là hình như còn 15 phút nữa là 2 giờ. Mà bây giờ còn 10 phút nữa 3 giờ 1 tiếng rồi đó. Thấy không? Thấy chưa? Thì không biết nói cái gì. Mà tự nhiên qua cái vậy mà bà nào bà nấy. Thấy chưa, rõ ràng không? Thì thấy không, có ai đi không? Tỉnh veo. Mà nói kiểu này sao ngủ gục chợ. Không ngủ gục nổi luôn. Có nhiều bà nói con đang yêu hiu, tự nhiên thầy hét lên cái. Cái gì ạ? Ông thầy này ngủ ghê. Mình đang ngủ cái là ông hét lên. Đó, thấy chưa? Cái cách nói chuyện này là cái cách Phật sắp xếp. Quý vị thấy cái thờ thầy Giác Nhà ngày xưa không? Nói chuyện ầm. Trời ơi, mình ngồi mình nghe mà bị thu hút, quý vị ơi. Nó thu hút làm sao á. Mà cái người niệm Phật cái miệng nó dẻo. Mà khi không niệm Phật là cái miệng nó không dẻo nữa. Nó lạ thay là có vật hiệu này nè. Khi bị niệm rồi nó cảm ứng. Nó cảm ứng với tất cả các pháp. Dù chưa từng học qua, chưa từng nghe qua. Mà tự nhiên lúc giảng nó sanh phát từ tâm. Từ cái trí tuệ sẵn có trong A Lại Gia Thức của mình nó sanh ra. Lạ lắm. Nên những đức nói cư sĩ gì cũng vậy chứ. Chỉ cần tiếp nhận tịnh độ thì chăng thật niệm Phật đi. Niệm 5-10 năm sau gặp duyên là nói pháp ào ào. Lạ lắm. Học ở đâu?
Phải chi đây đi học trường Phật học đồ này kia, còn nói nhờ ông học mà ông giảng, học cái gì đâu chợ. Ngày xưa mà những đức mà chia sẻ Phật pháp, quý vị thấy không? Ngày xưa không? Trời ơi, cái tay mình thì nó cong nha, cái tay mình thì nó cong, mà ngày xưa mà chia sẻ Phật pháp mình gồng ghê lắm nha. Cái bà kia nét kìa, kia nét kìa. Ngày xưa cái thời chia sẻ Phật pháp cái mắt tổng nó kinh khủng lắm kìa, còn bây giờ là đỡ rồi, bây giờ là còn là nhẹ nhẹ nha, bây giờ nè. Đỡ lâu lâu mới. Còn ngày xưa là ghê lắm. Trời nó kinh khủng lắm, mà cái cách nói chuyện Phật pháp của mình lạ lắm. Không có ai giống cái tướng mình mà mình cũng không giống tướng ai. Trời cái chia sẻ pháp mình làm nó gì nè. Mình nói đúng là cuộc đời này là trong cái lúc đang đua với cuộc sống mà, bởi vì chia sẻ Phật pháp cũng đua, nó thấy chưa? Sức mồ hôi. Trời cái người mà tu tịnh độ đặc biệt lắm, nhiều tối lại Bồ Tát Quán Thế Âm mồ hôi nó đổ cho đầu, nó đổ xuống. Những đức nói mày đừng có đổ vô con mắt thôi. Con mắt tao đang nhìn mày đổ vô con mắt làm gì, mày ngu quá, mày đổ chỗ khác. Cái tự nhiên vậy quý vị ơi, tự nhiên cái nó đổ ở bên đây. Cái nó chạy vô cái miệng mà nó được. Tao đang khát nước. Đổ vô miệng tao đi. Mày đổ vô mắt nó cay sao tao nhìn được cái hàng chữ. Nó niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cứ đổ vô mắt hoài. Trong bụng mình lúc mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình nói tào lao trong tâm mình nói mày đổ vô mắt làm chi vậy? Con mắt mày đang nhìn, mày đang xài con mắt. Mày đổ chỗ khác. Cái tự nhiên nó bẻ nha. Mồ hôi mình nó cũng khôn ghê, bởi vì bởi vì con người mình nó lạ ghê vậy, thân tứ đại mà tất nhiên cái tế bào của người mình nó khôn ghê, mình chỉ nó sao nó nghe theo lời theo gì, nó bẻ qua đây, bên đây nó bẻ qua đây, cái nó chảy ngược vô cái miệng, nó chảy vô miệng đi mày, kỳ cục ghê, mà chảy vô con mắt tao không có nhìn được cái dòng chữ, mà chảy vô cái miệng đi, nút mồ hôi luôn, vớt luôn của mình ra bao nhiêu, vớt hết bao nhiêu, xong cái lưỡi đưa lên ngon lành luôn, vớt hết trơn, ô còn miếng mồ hôi ở đâu chứ, đó bị mồ hôi còn, mà vô bụng tao là mồ hôi cũng trở thành thơm nữa của tôi mà, đúng không, sợ gì đúng không. Ồ nguyên một buổi luôn, nó cứ là đã ghê nghe, bởi vì nhờ cái mồ hôi này mà thông cổ, có chất muối á quý vị, cổ nó đang có đàm tự nhiên mồ hôi nó chảy ra mà làm nè. Nuốt vô. À, rồi ô, quý vị biết rằng không đơn giản chút nào đâu, nhiều cái thử thách lắm biết không? Nhiều thử thách, hôm qua nó chơi hai đầu gối, hai lỗ. Tại vì mấy chú ông chơi miếng vải nó xíu xíu, ông lót lên cái sàn gỗ mỏng dánh nè. Cuối cùng mình chơi mới vô mình ạch, sao đầu gối đau dữ thật. Gác quá, bây giờ làm sao đây? Giờ lên đài biết kêu ai đây? Mình là bộ mình gờ đồ gói vài cái, coi mấy chú quay phim có biết không? Mình là bộ mình lễ, mình đứng lên gờ đồ gói một cái. Chớ hề để ý tới mình luôn, cứ quay. Mình gờ đồ gói cái cho bật đèn sáng lên gọi vô mắt mình, nói chậu lại cái thứ. Kỳ cục ghê được chứ, đã nói là ý nói là đau đầu gối cho tôi cái niệm đi, trời ơi trời. Vậy mà cứ gờ đầu gối hoài, mà cứ cầm máy quay phim đưa vô ngay cái mặt mình quay. Mình nói trời ơi, tôi tán vô mặt một cái chết, bây giờ tôi đã bực bội lắm, đầu gối đang đau. Vậy mà không ai ngó ngàng đến, cứ cầm máy quay phim 3-4 chiếc nó cứ quay vô cái mặt mình vậy đó. Mà mình cứ gờ đầu gối hoài, mình cứ lại một cái là mình gờ đầu gối một cái, mình lại cái mình gờ đầu gối một cái, mà từ đầu tới cuối đố ai cho mình cái niệm luôn. Cuối cùng lễ tới cùng luôn, cho mày gác nó. Cuối cùng mình thấy cái mồi mình không nhờ ai được, phải nhờ mình. Mình nói kệ mày, đầu gói mày chịu đựng nghe. Cạch, cạch, cạch. Tới lễ xong 500 danh hiệu về coi lột miếng da. Lột miếng da liền, đúng là ghê thiệt chứ. Quý vị thấy không? Không phải đơn giản đâu quý vị ơi. Nên bởi vì bữa nay phải kiếm miếng niệm cầm theo hậu càng bỏ sau lưng mới được. Có gì đâu đau, đem miếng niệm ra liền. Bởi vì mình phải tự lo trước thôi, phải không quý vị? Lên đài còn nguy hiểm lắm, thấy chưa? Bởi vì Phật gia hộ mà đang lễ mà nó không mắc tiểu, không đi cầu nữa. Chứ gặp mà đang lễ mà nhất tâm đảnh lễ là trời, bây giờ cái bụng số kỳ cục cái chợ. Giờ này mà không được như vậy đâu, không được đâu bạn ơi. Có gì chút tính sao, chứ giờ này khó xử lắm. Thấy không?
Từ xưa tới bây giờ chưa bao giờ bị cái chuyện này xảy ra. Mà mình cứ nói kiểu này thế có ngày nào mình cũng bị dính à. Nên tôi mong tôi nói trước, lỡ có gì tôi nói xin tì các bạn nghỉ ngơi chút đi. Hiểu không? Bây giờ đạo tràng rồi cũng gần mình không, mà có gì mình chạy nó cũng dễ á, chứ không có giỡn đâu, nó gần á. Nguy hiểm lắm, có khi Phật Bồ Tát năm nay có khi nghiệp lực chúng sanh mạnh quá, có khi cũng khảo đảo mình đang lễ, tự nhiên nhất tâm đánh lễ quán. Trời trời, thấy ghê quá, thấy ghê quá ghê à. Thấy không? Tao mất tiểu còn nín được chút, chứ cái kiểu kia mà gặp mà trời ơi, gặp mà nó mà ổng a ổng ẹo được thôi, cái kiểu đó chịu sao mà nổi. Ồ, có một lần nghe những đức lên đây công phu nè, kỳ cục ghê. Cái bữa nó lên công phu vừa vô tụng kinh một cái thôi, cái bụng nó đau. Trời, mình có cái bệnh đã lên tu là tuyệt đối không bước ra. Mình nói tao quyết định với mày luôn á, mày muốn cái gì mày muốn đi, tao liều rồi đó. Tụng xong hồi kinh, trời ơi trời, nó đau quá trời đau. Mà khi mà thà nó ngồi thì nó còn dễ, ngồi thì nó chúm húm lại gì còn được được một chút quý vị. Mà khi mà cái lúc mà quỳ lên lại Phật á, Phật A Di Đà tâm kim sắc. Mình cứ Phật A Di Đà thì ở trên, Phật A Di Đà ở dưới, nó cũng Trời ơi, cái lúc đó mà vô rồi Phật A Di Đà còn đỡ, mà cái lúc mà lên đó mà lễ á, Nam Mô Nam Mô A, chữ A là nó xuống, quý vị biết không? Nam Mô là nó lên đúng không? A là xuống. Bởi vì biết Nam Mô thì nó kìm, mà A thì nó xuống lại. Nói trời, Nam Mô A Di Đà. Bữa cái bữa đó niệm gì nè, cái bữa đó là không phải như mọi bữa bình thường. Cái bữa đó lên niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Trời ơi, vậy mà từ đầu tới cuối vị biết rằng là tới cái đoạn cuối cùng mà vừa keng 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 vậy, Đức nói hú hồn. Vậy mà tới cái lúc niệm Quan Âm thử thêm cách nữa nghe. Khi niệm Quan Âm mình nói trời trời, không lẽ đoạn này mà tới giờ này mà nó tới sao trời. Nguyên một cái dàn phái nữ ở phía sau mà mình mà vừa tới niệm Quan Âm này mà nó bẹt bẹt ra một bãi một cái, chắc là cậu là trời, chắc là mình không biết chạy đường nào luôn á. Cái kiểu đó mà dịnh quần dịnh cũng không xong mà ngồi tại chỗ. Nói bữa nay quý cụ quý cô đi lên trước đi, thầy hôm nay tu xong phải ngồi thiền lại một chút. Hôm qua có cái nguyện, có cô Phật tử nhờ cầu siêu cho người thân, nên tu xong mới ở lại để trì một số câu Phật hiệu, về hết giùm túi đi. Bữa nay ăn cơm nước gì tôi cũng không lên luôn, về đi. Bắt đầu về xong rồi mình mới xách cái niệm đi cùng với mình về phố. Trời ơi, mình tính cái kiểu đó, mình nói nó không đơn giản chút nào. Bởi vì nổi cái chuyện đau bụng thôi nè, cái đau bụng mắt đi cầu thôi mà gán nguyên một thờ. Vậy mà cuối cùng trời ơi, quý vị biết rằng là xong hết trơn nghe. Rồi hết trơn xong nó đi về, mà trên đoạn đường đi về trời, nó đi 180 độ luôn, nó giống như chạy xe tốc độ cao. Chạy về tới phòng, mỗi bữa đi về phòng nghe, cởi y đồ từ tốn lắm nha, nhẹ nhàng đồ sắp xếp đâu vào đó. Còn bữa nay đang trên đoạn đường về lột chuỗi đồ ra, đang trên đoạn đường về cởi y dắt trên vai đồ lột hậu đồ ra luôn, cởi nút áo trước chuẩn bị luôn, vừa phòng đóng cửa cái rầm quăng y qua một bên chuẩn bị vô ạt ạt rồi sao. Đúng là đau bụng thôi đó quý vị, chỉ là đau bụng bình thường thôi mà còn như vậy. Vậy thì cuối cuộc đời chúng ta thăng tứ đại rã rời, quý vị nghĩ sao quý vị? Thăng tứ đại rã rời sao đây? Bởi vì bây giờ mà không gầy dựng một lòng tin, một cái tín nguyện, bệnh đau một chút mà đi tìm bác sĩ, vậy thì cuối cuộc đời chúng ta làm sao có cơ hội? Bây giờ cảm xúc một chút thôi là sợ xanh mặt xanh mày. Vậy thì bây giờ cặn tử nghiệp chúng ta làm sao chịu nổi thăng tứ đại rã rời? Thấy chưa, đây là nói cái đau bụng nè. Bây giờ phải luyện, phải rèn mình chứ. Bị chồng chửi, chồng la, bị chồng đánh, ăn uống thiếu thốn, chịu đựng niệm Phật, quyết định phải về cực lạc. Vậy thì câu Phật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề được đó. Những đức thấy rất là rõ ràng. Hình như bao nhiêu việc ở trong ngôi Tam Bảo mình mà những đức giải quyết được chỉ đúng một câu A Di Đà Phật, 100% luôn. Những đức nói quý vị đi, bây giờ khắp nơi nơi quý vị coi, tất cả quý thầy chương trình sắp xếp. Nếu mà nói về 3 ngày mà cái lượng người này mà
có thể một người đứng ra mà giải quyết cái vấn đề trên chánh điện này và giảng pháp á, thì chắc chắn quý vị không bao giờ có đâu, chắc chắn quý vị luôn. Nhưng mà cái phương pháp niệm Phật này và phương pháp mà truyền tải pháp môn tịnh độ và chia sẻ về pháp môn tịnh độ này, và từ ngay pháp môn tịnh độ này mà chia sẻ rộng ra tất cả những cái việc sống trong cuộc đời này, và cỡ mở để mà cái việc tu của chúng ta được thoải mái, là chỉ có đúng một câu A Di Đà Phật này. Chính Nhật Đức đã thấy rõ ràng, chính chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi, nó giải quyết tất cả vấn đề trong cái cuộc đời mình luôn. Nếu như quý vị còn không tin mà mình muốn mà cái này cái kia cái nọ để nhiều môn á nghe, quý vị sẽ không bao giờ giải quyết được. Cũng như chùa mình mà Nhật Đức nói hai ba đạo tràng rồi bây giờ thêm một ngôi chùa mới, mà tương lai ngôi chùa mới này là ở đông nhất nè, ở rất là đông nè, mà quý vị biết Nhật Đức rất có sự tự tin rằng Nhật Đức cũng sắp xếp được thêm một ngôi chùa nữa, mà thêm mấy ngôi chùa nữa Nhật Đức cũng sắp được luôn. Vì sao? Chỉ có đúng một câu A Di Đà Phật này thôi là giải quyết được liền. Thí dụ chùa mình là nó một mô hình, mỗi ngày bình thường là đúng, thí dụ như là 6:15 là tất cả các đạo tràng là phải đúng 6:15 đều phải vô thời khóa tu hết trong mỗi ngày. Và khi tu xong là còn đúng 10 phút nữa 8 giờ là hoàn toàn tất cả đạo tràng đều đúng 10 phút nữa 8 giờ là tu xong hết. Còn quý vị đi về đây, quý vị coi á, khi cái chương trình mà chúng ta mà ngồi đông như vậy, những đức điều tiết cho quý vị có thể nghe để tăng thêm tín tâm tín nguyện về phương pháp tu. Tại ở nhà thì có thể tu hai thờ là bình thường thôi, đi vô đây thì có thời gian chúng ta lễ Phật thêm chút cũng được. Còn nếu không, chúng ta đưa cái tư tưởng tu á, đây là cái quan trọng nè, cái tư tưởng tu nó mới về nó chân thật tu. Còn nếu như đi đến đây tu mà không truyền tải một tư tưởng tu thì đi về nhà là bỏ phế. Cái quan trọng vô cùng là quý vị tiếp nhận được một cái tư tưởng tu thì tức khắc ở đâu cũng tu được hết trơn. Nên cái chỗ quan trọng là chiến này mình đi đến đây là mình phải lễ được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Đây là mục tiêu của chính mình, phải nhắm mục tiêu mà làm. Từ nơi đó mà mỗi một con người làm cái gì không biết, chiến này tôi phải lại được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đây là mục tiêu mình phải làm đó. Nên những đức cái gì chứ nhắm mục tiêu dữ lắm. Nên những cái phương pháp tu đồ, phương pháp này phương pháp kia rồi hay lễ Phật, những đức cho một chút mà. Còn những đức chia sẻ Phật pháp thì cái thờ, tại vì nó phải có cái thờ khóa của nó, rồi phóng sanh cũng đích thực là nó có được cái thờ khóa của nó rõ ràng. Nhưng mà quy về chỉ có đúng một câu Phật hiệu này thôi mà những đức giải quyết được nhiều vấn đề như vậy. Nếu như những đức mà bỏ câu Phật hiệu này, những đức không biết làm sao luôn. Mà bây giờ mà những đức mà không lên ngồi tu hoặc chia sẻ Phật pháp với quý vị thì bây giờ tất cả quý thầy trong chùa mình bây giờ ai lên ngồi giảng pháp đây? Mà cái ngôi chùa không thể nào hai người giảng pháp được, dù biết giảng cũng không được giảng nữa. Tại vì sao? Chỉ đúng một người một mà thôi thì ngôi chùa đó mới ổn. Cũng như một đất nước chỉ một người quản lý thì ổn định, nhưng nhiều người quản lý thì không ổn định. Một ngôi nhà chỉ một chủ nhà, chứ nếu một ngôi nhà mà hai chủ nhà thì sẽ loạn, đúng không? Dù cỡ nào nó cũng là sẽ khác, và nó sẽ phân tách nhiều thứ tư tưởng để nó đụng chạm đấu đá. Nên chùa mình dù cỡ nào đi chăng nữa, những đức có cực cỡ nào đi chăng nữa thì tất cả các đạo tràng những đức cũng phải điều qua sắp xếp hết trơn. Trước đó hai ngày những đức đã sắp xếp tất cả việc mấy đạo tràng hết luôn quý vị. Giờ nào sao, ai làm đầu hũ, ai nấu ăn sao, vị trí nào sao, tối đêm nay bên kia lại xong là tất cả người nam bên kia phải đem lo về đây, tất cả người ở đây lại xong phải đi ngủ, còn tất cả người bên kia đã làm thì phải làm cho tới cùng, là lại xong lo bên kia chuyển về bên đây, họ xong việc hoàn toàn hết, lại xong là họ dọn sạch hết, xong ngày mai họ ngủ bên kia, còn ở bên đây ngủ một giấc buổi tối khỏe, sáng mai tự người bên đây lo hết, không có bên nào dính bên nào lãng quạng hết. Từ nơi đó mà vị trí đạo tràng chúng ta, vị trí nào ổn định vị trí nấy. Nếu như mà không có câu vật hiệu này là chịu thua, vậy thấy không? Còn phương pháp lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức thu âm sẵn hết, 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thu âm sẵn hết, có hình có tiếng rõ ràng. Từ nơi đó mà những đức ở đây chứ bên kia người ta cũng tu, bên kia người ta cũng lại Bồ Tát Quán Thế Âm bên kia luôn. Nó cái cách này là cái cách mà đặc biệt trong cái thời đại này quý vị. Còn khi mình nói chuyện xong mà muốn lễ Phật thì bật âm thanh lễ Phật, muốn 1 tiếng cũng được, muốn nửa tiếng cũng được, muốn 10 phút cũng được, muốn bao nhiêu phút cũng được hết trơn. Chỉ cần 1 tiếng của những đức thôi
Một tiếng niệm, hai tiếng niệm thôi là những đức kéo dài ra bao nhiêu tiếng cũng được hết trơn. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là cái âm thanh lễ Phật của mình chuẩn nhất, mà nó từ đầu tới cuối mà Phật sắp xếp đó nghe, là chỉ đúng cái âm thanh lễ bốn chữ A Di Đà Phật. Lúc đó những đức chưa có biết như vậy, nên những đức thu biết làm sao tự nhiên những đức lên, những đức thu một phát là từ khi niệm Phật và cho đến cuối cùng đúng 45 phút luôn. Sau này những đức mới nghĩ ra, ô ngộ ghê, Phật sắp xếp cái thời khóa tu 45 phút. Nên sau này là Nam Mô A Di Đà Phật cũng 45 phút. Chương trình tu phần nhiều là cố định là 45 phút. Đưa lên thời khóa gia đình cũng 45 phút. Vậy mà Phật sắp xếp làm sao mà khi niệm bốn chữ lên, niệm từ đầu tới cuối luôn là nó y rang một thời khóa vậy luôn á. Nó không bị dấp một câu nào hết trơn, nó đúng như vậy luôn. Thì sau này mình mới nghĩ ra công nhận cái thời khóa lễ bốn chữ là phần nhiều ai cũng áp dụng tu, khắp nơi nơi áp dụng tu. Mà cái thời khóa này từ đầu tới cuối là không cắt xén một cái gì, đúng một tiếng niệm như vậy luôn, là niệm nó du dương đúng 45 phút. Thì quý vị biết rằng là cái việc làm của mình trong Phật Pháp là toàn Phật sắp xếp. Thành công hay thất bại toàn Phật sắp xếp. Có khi con người mình đang hưng thịnh vô cùng về cái việc mình hướng dẫn người ta tu, có tiếng tâm nha, nhưng mà tự nhiên con người mình bị ngã gục một sự việc gì đó, Phật cũng sắp xếp. Vì sao? Nếu như mà không kéo mình lại thì con người mình sẽ đi đến đâu? Mình không biết dừng đó quý vị ơi. Con người về cái danh cái tiếng con người mình nó ghê lắm, nó không có ai mà vượt qua được hết trơn á. Dù tu bao nhiêu chục năm đi chăng nữa mà cái danh cái tiếng này không có ai mà vượt qua được đâu. Còn cái tiền bạc bạc chắc khó vượt qua lắm. Tu lâu thì tu lâu chứ tiền danh là khó ai mà vượt qua lắm. Vượt mới được, dính hết trơn à. Rồi thêm cái nữa, dính hàng Phật tử giàu có đồ này kia đi chung với người ta, từ từ dính hết trơn. Nó không bao giờ mà cái chuyện mà giữ được cái tâm tu mãi mãi được chứ. Nên quý vị đi về chùa mình có một cái tiêu chuẩn này, quý vị để ý nè. Tuyệt đối dù đông cỡ nào đông chứ chùa mình không có một vị trí nào ngồi tiếp khách hết, quý vị để ý đi. Nếu như ngồi tiếp khách là sẽ có ngồi nhận tiền, đúng không? Có ngồi tiếp khách thì có ngồi nhận tiền, mà có ngồi nhận tiền thì có người chụp hình quay phim. Từ nơi đó đã ngồi nhận tiền thì phải nói chuyện on đơ, nói này nói kia nói nọ. Thì tự nhiên cúng dường xong phải chụp hình kịch. Thời gian rồi từ chỗ đó, người có tiền thì cúng, người không có tiền thì ngại. Khi gặp ông thầy người ai cũng cúng, còn gặp ông thầy không có tiền cúng thì ngại. Từ nơi đó chúng ta về đây được hướng dẫn Phật Pháp, được tu. Chứ ngoài ra thì ai cúng dường tự ý cúng ba la mật, muốn bỏ vô cái thùng tam bảo nào thì bỏ, tùy mình muốn bỏ bao nhiêu thì bỏ, chuyện của mình, tu nhân tích đức. Còn ở đây không có một cái phòng nào để ngồi tiếp quý vị mà để mà nhận cúng dường tiền bạc, chỉ có hướng dẫn tu, còn cái chuyện cúng dường tùy duyên. Ở đây đây nè, bao nhiêu năm bị vậy, vì đều thấy đúng một mô hình, nó không có thay đổi chút nào hết. Dù bây giờ chùa mình đang xây dựng, nghe xây dựng rất là nhiều luôn á, nhưng mà chưa bao giờ những đứa để một cái thùng nào để là cúng dường xây dựng hết chứ. Đều để cái thùng cúng dường tam bảo, không có để cái thùng cúng dường xây dựng. Nguyên lý là sao? Cúng dường tam bảo vẫn là thù thắng hơn nhiều. Thí dụ như bây giờ mình kêu cúng dường tam bảo thì trong cái cúng dường tam bảo đó, lo cho đại chúng ăn uống cơm ăn áo bận, lo cho các cụ tuổi già về cái chuyện sống cái chuyện chết, lo tất cả việc trong chùa, xây dựng chùa chiền, sửa chùa chiền, lo tất cả nhân sự trong chùa cũng là cúng dường tam bảo, từ tam bảo mà lo. Nếu bây giờ nói về cúng dường xây dựng là nó có cái riêng lẻ ra một bên. Cuối cùng người ta cúng dường xây dựng thì lấy cái đó lo cho chúng, thì nó không phù hợp cái chuyện mà chúng ta cúng dường tam bảo mới là đúng phù hợp. Nên chùa mình hoàn toàn là gì? Cúng dường tam bảo. Giết ra hàng Phật tử được những đức hướng dẫn quen, người ta đều cái gì? Dạ cho con xin hùng cúng dường tam bảo, thầy muốn làm gì làm. Những đức nói rằng cái tâm mình như vậy nó tuyệt vời, mà nó không bị dính mắc cái gì cả, mà cũng không cần gặp ông thầy để cúng dường đưa tiền nữa. Có nghĩa là muốn cúng dường là bỏ thùng tam bảo, không cần gặp ông thầy. Nếu mà không gặp ông thầy nó ngon lắm nghe. Nhớ ngay, vì không gặp ông thầy mà cúng dường là ngon lắm. Vì sao? Vì khi mình cúng dường mà không gặp ông thầy á, mai mốt mình có sai gì ông thầy ông la rẹt ông la mình. Còn mình mà gặp ông mình cúng dường tiền, mình đưa ông gặp khó lắm. Khó gầy lắm. Nó cũng bị một cái gì nó lạ lắm quý vị ơi, phàm phu mà nó kỳ cục lắm. Biết rằng những đứa cũng thẳng dữ lắm á, nhưng mà bây giờ ai cũng ăn tình với mình, ăn tình tới lui đi, muốn la người ta khó lắm. Mà mình phái nhất là mình được la, bị la. Tại vì sao? Mình có gì mình sai người ta la thẳng mình đi. Vậy là cái ý nghĩa đặc biệt nhất của cuộc đời tu của chính mình. Có gì á, la mình đại đi để cho mình sửa đổi lỗi lầm quý vị.
Nên đó là cái việc đi vô trong chùa mình là tất cả mọi người ai cũng như nhau. Vậy thì nó không bị tác dụng phụ. Thí dụ như về chùa mình, những đức kinh nghiệm qua cái ngôi chùa ngày xưa những đức ở. Thí dụ như ngày xưa thì những đức ở trên kia đi, vị chú trì gọi cho những đức phải chỉ dạy những đức như thế này. Khi lễ lọc đoàn này ông ghi vô nghe, đoàn này ông ghi vô nghe, đoàn này ông ghi vô nghe, là những cái đoàn này ông phải sắp xếp cho tôi làm sao mà người ta có một cái chỗ ở ổn định giùm cho tôi nghe. Trời ơi, mình sắp bao nhiêu ngàn con người không cực, vậy mà sắp mấy cái đoàn nó cực vô cùng. Vì sao? Bây giờ mình bắt buộc mình cái chỗ nhỏ mà bây giờ mình phải sắp làm sao mà cho người ta có một cái chỗ ở của người ta. Người ta đến vài ba người mình phải chầu chờ, chầu trực để mà mình đợi người đó. Vì chủ trì đưa ra mà mình làm không phải, rồi đây mình mắc lời hứa hoặc là mình khó xử. Từ nơi đó mà những đức kinh nghiệm từ ngay chỗ đó, những đức không có áp dụng ở đây bằng cái cách đó. Thêm cái nữa là những đoàn quen quen hộ pháp này kia là phải ngồi ăn cơm chung. Nhớ nghe, phải ngồi ăn cơm chung. Phải ngồi ăn cơm chung. Và khi ngồi ăn cơm chung thì quý chú mới vô chùa tu, mới cạo đầu, phải đứng để canh, để gót nước nè, để bưng đồ nè, để lấy đồ pháp thí nè. Những đức nhìn từ cái cảnh này, những đức nói trời ơi, đi tu thì ai cũng là người đi tu, người ta cũng có cha có mẹ, mà con người ta thà phục vụ thì phục vụ hết trơn để chúng đi, chứ mà bắt con người ta đứng chầu chờ chầu trực dù mình là ông thầy. Nhưng mà thật sự mà nói thì dưới cái xã hội bây giờ làm như vậy thì thấy nó khổ quá. Nhìn cái cảnh tình như vậy thì chầu chờ chầu trực vì tội nghiệp con người ta quá. Mà chính bản thân những đức không có làm điều này, từ khi đi tu tới bây giờ là không có làm như vậy. Nên những đức cũng không có muốn một chú nào đi theo những đức mà đi làm như vậy với những đức như. Nên chùa mình là tuyệt đối không có cái chuyện những đức ăn cơm riêng với bất cứ một người nào thân quen lạ gì hết trơn. Đi đến đây khi ăn cơm là đi xuống đại chúng ăn như thế nào thì những đức ăn như vậy và chúng ta cùng ăn như vậy, gọi là trong ngôi tam bảo bình đẳng. Đúng không? Tất cả những cái sở học này toàn là những đức đã gặp qua đó. Gặp qua và điều chỉnh lại tới đời mình là tự điều chỉnh lại. Mặt trái mặt phải tự điều chỉnh lại hết. Rồi thêm cái nó đi ra ngoài là tuyệt đối không bao giờ những đức mà cái chuyện mà đi chung với người phụ nữ hoặc là mấy cô đồ hộ pháp quen biết, không bao giờ những đức đi chung. Khi lâu lâu những đức đi lên Đà Lạt thăm chùa xưa thì những đức chỉ rủ anh em trong chùa đi, tuyệt đối không bao giờ rủ ai. Không bao giờ đi chung. Và một tiêu chuẩn của những đức là tuyệt đối không bao giờ đi chung với một người Phật tử nào mà khi vô ăn cơm là mấy bà mấy ông đi trả tiền. Không. Đi đâu ăn uống là tự mình trả tiền, tự mình phải giải quyết cái vấn đề của chương trình đó. Không bao giờ để cho họ trả tiền một cắt bạc nào hết. Còn muốn cúng dường về chùa cúng dường tam bảo. Tại vì để cho họ cúng dường thì họ sẽ quay mình vòng vòng, họ trả tiền thì họ kêu mình đi đây, đi đó, đi kia, đi nọ, mình khó từ chối. Nên mình trả tiền, mình lo hết. Vậy thì mình muốn đi đâu mình đi, đó là chuyện của ông thầy quyết định, Phật tử không được đụng vào. Tại vì sao? Vì cuộc đời đã trải qua kinh nghiệm, đứng từ xa mà nhìn thì sâu hơn. Đứng nhìn những người nổi tiếng mà học thì sâu hơn chứ. Điều dính hết trơn à, không ai thoát đâu. Nó, rồi trong chùa chiền thì quan niệm rất nhiều người nghĩ rằng bây giờ cắt lên một ngôi chùa có một khu mà gọi là hộ pháp, hay là một khu mà gọi là phòng này đưa cho một số vị có tiền, rồi vị có tiền này một cái phòng đưa lại bao nhiêu tiền cho ông thầy, thì ở trong đó một số người để tu, lâu lâu vị chủ trì này cần làm cái gì thì nhờ những người đó hỗ trợ để mà lo cho trong ngôi tam bảo. Mà hiện tại chùa chiền phần nhiều là phổ thông gì cái chuyện này hết. Đều là phổ thông hết. Ai cũng quan niệm nghĩ như vậy. Tới đời của những đức thí nghiệm luôn. Thí nghiệm luôn. Những đức nói rằng cái nơi nào những đức ở là tuyệt đối không có cái chuyện này. Cắt lên phòng ốc là ai cũng là người được ở hết trơn. Ai cũng là người được ở. Chứ không có ai có tiền mà có một cái phòng là phòng của tôi trong chùa hết trơn. Mà thường là những người mà có cái phòng của tôi trong chùa là tự nhiên những người này tu tào lao không à. Tu thời gian rất dài hết trơn. Một là trong đó có phòng thờ riêng, trong đó có cái chỗ nấu ăn riêng. Cuối cùng nấu ăn mời mấy chú mấy thầy rồi vô trong đó để đãi ăn, rồi để kết duyên này kia. Thời gian rồi cái ta nổi lên bị la cái là vớt ra khỏi chùa. Rớt hết trơn mà tu tào lao không. Không có nhập vô chúng được. Nên đây là một cái kinh nghiệm mà chính những đức đã thí nghiệm. Chùa mình thiệt là đông người, không có một vị hộ pháp nào cố định. Những đức cũng không thân với ai luôn. Nhưng những đức vẫn lo được cho 700 người. Rõ ràng không?
Vậy thì cái việc làm cho Phật Pháp nó không phải là cái việc chúng ta phải cậy vào con người quá, mà chúng ta phải cậy vào cái lòng tin của Phật Bồ Tát. Và chúng ta phải làm đúng thật sự chân thật ở trong ngôi Tam Bảo. Mình nhiệt tình vì mọi người, vì tất cả những người khó khăn, những người cần được giúp, mình giúp hết lòng. Chỉ cần chân thật như vậy thôi thì nhất định là hữu cầu là tác ứng. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị, đúng 3 giờ luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa niệm Phật, nghe chia sẻ Phật Pháp xong, giờ này chúng ta cúng thí thực và phóng sanh. Tất cả chúng ta khi còn sống, mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này đều là phải ăn uống đồ này kia để mình sống. Chư hương linh đồ này kia đồ cũng còn ở trong cái cõi lục đạo luân hồi này, nên cái tình chấp về thân, nên họ cũng suy nghĩ rằng họ cũng đói, họ cũng được mình cúng kiến cho họ dùng là họ mừng, họ vui lắm. Chứ thật sự thì mang một cái thân này, khi cái thân này mất đi thì đâu còn ăn gì được đâu. Nếu như mà chư hương linh mà ăn được thôi, cầm cái miếng ổi này lên đi vòng vòng thử coi thì mới ăn được. Còn cái này cúng kiến gì mà thấy đồ ăn vẫn y nguyên, đâu ăn được, nhưng mà hưởng được cái gì? Hương vị. Khi tất cả đại chúng ở đây mà niệm Phật tu gì nè, khi mình cúng cho người ta là ta hưởng được cái hương vị. Hương vị mà hưởng được á, mà của cái người tu cúng là họ hưởng được, họ no lâu. Nó gọi là cái phước báo, hiểu không? Nên từ nơi đó mà chúng ta cúng thí thực, giống như mời thức ăn, giống như khách đến nhà mình mời người ta đồ ăn thức uống, hoặc lo cho người ta ăn uống người ta vui lắm. Khi lo cho người ta ăn uống xong mình khuyên người ta tu. Mà chư hương linh về chùa, có những hương linh khỏe, có những hương linh già, có những hương linh bệnh hoạn, có những hương linh thai nhi bị cắt tay cắt chân đồ này kia đồ lết 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 lết. Nhưng mình là tất cả những người nghe đạo thì con người còn sống, thương người còn sống, người ta bệnh đau mình thương yêu, người ta yếu đuối mình giúp đỡ, đó là người tu. Vì thì tất cả chư hương linh biết tu cũng vậy, thấy ai mà yếu đuối rồi những thai nhi bò lết đồ vô để kiếm ăn, mình dìu các cháu vô, dìu các em vô. Đó là cái tâm tu đạo của mỗi một con người. Khi cái tâm này mà phát lên là tức khắc cái cảnh giới chư hương linh thay đổi liền, tức khắc là cảnh giới của Phật A Di Đà chắc chắn. Nên từ nơi đó mà khi chúng ta mà cúng thí thực, chúng ta có vài lời như vậy để mỗi một con người còn sống, mấy người đã mất cũng nghe được Phật Pháp và nghe được bổn nguyện Di Đà. Thí dụ như bây giờ mình theo mình đòi nợ của tất cả những con người đang ở đây và những đức luôn. Bây giờ có những quan gia trái chủ đi theo mình để đòi nợ, đi theo mình để chờ cơ hội để đòi nợ nè. Khi mình còn cái phước thịnh thì người ta không làm gì mình được. Nhưng khi cái phước mình suy rồi, bắt đầu là tai nạn đến ập đến. Khi phước mình suy rồi, khi mình đang chạy xe ngoài đường, người ta bẻ tay lái té lộn mèo chết queo, gãy tay gãy chân. Có những người mình tự nhiên đang đi gì té hứ vậy. Là phước mình suy rồi, nghiệp chướng sẽ đến. Giống như những con người mình đang sống gì lúc bình thường, khi phước thịnh nó không bao giờ gặp mơ mộng hay nằm gặp ác mộng này kia. Nhưng khi cái phước nó giảm rồi, con người nó suy rồi, mặt nó đen thui, lúc đó bắt đầu là ngủ ban đêm, nó ưa gặp ác mộng, gặp những cái cảnh giới xấu đi đến tìm mình. Đó là khi phước nó suy, nó đến tìm mình, là như vậy. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta đó, là khi mang nghiệp phá thai, khi bình thường thì chưa đâu, nhưng khi cái nghiệp quả đến và phước suy rồi thì tức khắc ngủ gặp hương linh thai nhi ào 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 đông đúc, lợ cắn xé nhéo làm cho mình sợ vô cùng, đó là phước suy. Cái này là cái báo cho mình biết là phước suy. Vậy thì làm sao mới có thể phước tăng? Thì tu nhân tích đức, ăn chay niệm Phật, rồi tức khắc vui vẻ trả nợ, vậy tức khắc phước nó thịnh lại liền. Nên tất cả những hương linh thai nhi hay tất cả những quán thân trái chủ đi theo, tất cả những con người ở đây và cả những đức luôn, vậy bây giờ chúng ta là mỗi một con người đang còn ở trong cõi lục đạo luân hồi rất là khổ. Thôi bây giờ chúng ta cùng tu đi. Quan gia nên giải không nên kết, để nghe được pháp môn tịnh độ, chân thật niệm Phật đi. Rồi bắt đầu là nương vào bổn nguyện Di Đà, Phật ấy đang hứa niệm ta rước. Vậy thì thôi bây giờ buông cái tâm hận thù, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc không còn khổ đau, luôn luôn hưởng được niềm vui. Muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, chứ làm gì mấy cái đồ ăn đơn giản này ở thế giới Cực Lạc. Vì Cực Lạc là đồ ăn ngon lành đặc biệt. Muốn ăn có ăn, muốn bận thì đồ là kim cương bảy báo, thì đắp vô người. Thân thì không già, không bệnh, không chết.
nên tất cả quán thân trái chủ và chư hương linh nên nghe bộ nguyện Di Đà chân thật buông xuống hận thù, niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị luôn luôn hưởng được cái phước báo này mà gia đạo bình an, chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong dịp dịch bệnh Covid, chết rất là nhiều khắp nơi trên thế giới đều được thừa hưởng những công đức này và nghe được bổn nguyện Di Đà, chí thành niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập mư nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu giả đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những con chim này được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các chúng sanh này về phóng sanh. Chúng ta bỏ tiền ra phóng sanh, đó là tài thí, sanh ở nơi nào cũng có củ cải đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật, những chúng sanh nghe đó là pháp thí, sanh ở nơi nào chúng ta cũng được trí tuệ và thông minh.
chúng ta thả những chúng sanh này bay đi đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Tất cả những con chim này được nghe được pháp môn Tịnh Độ, nghe bổ nguyện Di Đà, nên chân thật niệm Phật, và khi được thả ở trong chùa đừng có bay ra bên ngoài, bay ra bên ngoài tiếp tục bị người ta bắt nữa. Nên khi nghe như vậy thì ở trong chùa nghe câu Phật hiệu, khi xả thân súc sanh, những loài chim này được mang thân người hoặc là phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì cũng được giảng sanh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.